Hello. Trời ơi. Trời ơi, đi ra ngoài trời nó mưa ơi là mưa luôn. Máy nội này đi mới có mấy ngày mà nhớ sợ. Đi xe 8 tiếng đồng hồ đó. Rồi có gì ăn không? Có, mẹ có làm khô gà nè, khô gà dưới quê ngon lắm. Ngon nhà vậy? Mẹ tôi làm cái này nổi tiếng lắm á, ăn thử đi. Nè, ngon lắm. Nè, nè ăn thử đi. Cái này là hồi đó làm bán Tết rồi luôn á, đắt lắm á. Tôi đi tắm đi, vô ngủ sớm chứ mệt quá, ăn nghe nghe. Ừ. Bà này không ăn. Thôi. Đây nè, ăn thử một miếng thôi. Tôi cũng mê món này lắm á. Một miếng đi. Mà ăn miếng thôi nha. Giảm cân hả? Không. Cân hay gì? Không, ăn đi, rồi tắm mấy ngàn. Ăn đi nha, tôi đi tắm nha, nóng quá. Tiền bạc không nói với mẹ thì chuyển khoản. Nó nằm ở trong này luôn, không có ở đâu khác hết trơn á. Kiếm kỹ lại coi. Mà hai ông bị quỷ tới nơi rồi giờ sao trời. Thiệt luôn á. Thôi bây giờ lấy đỡ tiền tao đi, rồi chút tao kiếm phụ cho. Cái gì trời. Thiệt chứ, tao nói mày rồi, mời mốt ba cái tiền bạc này nè, kêu mẹ chuyển khoản đi. Rồi xài nhiêu cút nhiêu. Chứ ký túc xá mà mày để tiền như vậy sao được. Nói như mày, tao biết trước là làm gì bất. Thôi nín đi má. Gói trong cái gói rồi mà để tuốt ở dưới đáy của ba lô rồi ai cũng lấy hết. Thôi nín đi. Gọi chút tao kiếm phụ cho, giờ tao lấy tiền nè, tao đưa cho nóng tiền quỷ nè. Mẹ đi. Bực bội thiệt chứ. Vậy đời hoài nó buồn còn vậy đời. Cứ lẹ đi trời. Khoan ủ phan đi, từ từ đi. Gì đó vậy trời. Không, không phải. Có mấy trăm ngàn không cho mượn được hay sao? Không, không phải đâu. Không. Không, không. Thì không cho mượn thì thôi mệt thì nói. Không, 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 không phải bên rồi. Cái bút tiền. Cái tiền, đúng rồi, cái tiền bỏ bỏ trong con gấu. Mà làm sao? Mất luôn. Mất tiền luôn. Mất hết tiền trong con này luôn. Mai cũng mai cũng đi. Thôi rồi. Phòng có hai đứa à. Mà tao cũng mất, mày cũng mất. Cái gì vậy? Tiền của tôi đâu rồi bé mẹ? Ê, nếu mà ba đứa mất hết vậy là có người trộm vô phòng này á. Ừ. Chết rồi, giờ sao ta giờ? Đúng rồi đó. Hồi sáng tôi đi học về, tôi thấy mệt gối có sắp sổ chương. Trời ơi. Cái ba của tôi á, tự nhiên quăng xuống dưới luôn đó hả? Ê, vậy sao nó động nói tôi? Sao mà im ghê vậy? Thôi tôi tưởng mấy bà thay đồ, mấy bà ở dơ, mấy bà... Trời ơi, thôi giờ là có người vô phòng mình rồi, giờ sao? Nói cô đi, tao nói cô ở đây đi. Đúng rồi. Khuya rồi. Thầy cô ngủ trơn á, đừng làm phiền. Chứ giờ sao? Mình bình tĩnh, mình ngủ đi. Tôi nè, tôi là người mất tiền nhiều nhất á. Tôi sẽ là người đi nói với thầy cô. Bởi vì tôi xuống sắn mà, tôi mất nhiều lắm. Tôi mất tiền nhiều hơn mấy người luôn á. Sao nó biết mình mất nhiều mà mất nhiều hơn mình ta? Giờ này nó chắc chắn sẽ lấy lại tiền được á, tôi nghĩ vậy á. Thôi bà cứ bình tĩnh nha, không có gì đâu. Sao ba đứa mình xui quá vậy? Thiệt luôn á, tao biết trước vậy tao không có đem gì tiền nhiều lên đâu. Đem một ít thôi á. Tao mà biết ai đi chuyến này ha, chết chứ tao. Cái chuồng thì ghê quá à. Buồn quá à. Xui thiệt chứ. Tính ơi. Ê, tao không lấy nha, tao không có lấy. Thôi nó
đó mày lấy đâu? Ý là kêu thôi bình tĩnh đi ngang, có gì ngày mai cùng nhau kiếm nha, rồi chắc tiền mình kêu nộp trễ cũng được chứ không sao đâu. Đừng lo nha. À tính. Ê, tao không có lấy tiền luôn, thề luôn. Không, ý hỏi là ngày mai học môn gì trước? Mai kiểm tra môn tâm lý học. Rồi. Ngủ đi ngủ. Đừng sợ nữa. Ủa? Ai bị sói nó quỷ rồi trước mà. Sao giờ còn bay ơi, nữa? Bay ơi. Bay ơi. Ông Tố ơi. Tao sẽ lấy cái tiền này, tao mua một đôi Balenciaga. Trời ơi, mê cái đôi đó bữa giờ. Không. Mình phải đi Thái. Đu Blackpink. Blackpink in your area. Mà muốn đi Thái sắm 10 bộ đồ đi chụp hình cho sướng. Ngon gì trời, tự nhiên có tiền. Sướng quá à, bây giờ vô ngủ một giấc, mai đặt vé đi Thái đu Blackpink. Là sao nữa giờ tính? Như vậy á. Thằng nào nữa? Nó mới đứng này nè. Nó nói gì Trang, nó kêu là nó mua Balenciaga rồi, nó đu Blackpink rồi đó. Tao nghe được, tao nghi liền. Tao thấy nó cầm cục tiền, tao giật lại tao trả cho mày nữa. Sao mày không bắt nó? Trời ơi, không tao, con gái một mình sao mà bắt nó được? Trời ơi, tao liều mạng, tao giật cái cọc tiền này về cho con Minh Lạc, may lắm rồi. Rồi sao nó không đánh mày? Tao chạy nhanh lắm, sao mà đánh được? Không, bây giờ là mày có tiền rồi nè. Mà tiền của tao mất rồi nè. Sao mày giật tiền con Binh á? Mày không giật lại tiền của mày luôn đi. Tao chỉ thấy nó trên tay cầm cái này thôi à. Tiền của tao không biết là phải nó lấy hay không nữa, không biết. Tiền tao đâu? Hả? Tiền tao. Tiền mày sao tao biết được? Thì nó hỏi kìa con, sao nó hỏi kỳ cục ha. Ồ đúng rồi, tiền mày sao? Tao hy sinh tao lấy tiền về cho mày đó con. Ồ tao cảm ơn nha, thôi mà tự nhiên nó lấy cho mình mà mình còn hỏi nghi nói mày. Không, mày đây nói xạo đúng không? Trời con, tiền nằm trong tay mày luôn á con mà. Ồ, mà kìa, trả tiền nếu như mày tao là người ăn cắp nha, tao lấy luôn, đúng không? Đúng rồi. Chứ nói là đàn ông trai sao mày giật lại được? Trời ơi, mày thừa biết tao thông minh mà, đúng không? Thông minh rồi sao? Bây giờ mày sao? Vậy thôi để tao trả lại cho thằng đó. Thôi. Chứ tao thấy cũng sức của tao. Thằng đó hả? Mày câu kết mày lấy tiền của tao đúng không? Thằng nào? Mày coi nó nói chuyện kìa con. Thôi mình cũng đâu thấy nó lấy đâu mày. Không, nó giấu sao mà ta ăn cắp rồi mà sao mà thấy được? Bây giờ nó cầm tiền trong tay. Thôi. Tùy bà hả? Bà lại tin ai thì bà tin. Còn tôi là tôi hy sinh cả tính mạng của tôi để tôi lấy cái tiền lại cho bà. Tạm bao nhiêu vậy thôi. Tôi không còn biết. Bà muốn nghĩ gì bà nghĩ à. Thôi tin đừng giận tin. Nó phải giúp tao đi. Mày kỳ quá à. Nó giúp mình mà mày vậy á. Thôi tin thôi. Giận đi. Mày kỳ quá à. Nó giúp mình mà mày vậy á. Thôi tin thôi. Miễn sao tao lấy lại cho bạn là tao vui rồi, vui dữ lắm. Nè,
thôi đi nằm ngủ đi, thấy chưa, nãy chưa gì chắc người ta la thì thôi đi ngủ. Xin lỗi người ta đi má. Ừ xin lỗi. Cảm ơn như tết. Rồi không có gì. Bài nó chỉ lắc pin luôn. Thế mấy chị lắc pin nhớ mình dữ lắm. Ê, bữa nay có người mới vô phòng mình á, không biết ai ha. Vui ha, ở đâu vui luôn. Ê, bà. Ê, ngồi chơi. Bà tên gì vậy? Đẹp quá. Tôi tên Hằng. Tôi tên Gòn. Này tính, này Trang. Tính là tính gái chứ không phải tính chàng à. Vậy hả? Ê. Hello. Ê. Nít kích vậy ta? Đâu có gì đâu trời. Sao hay quá vậy? Sao biết nít kích hay quá vậy? Mắt lo liều quá ha. Căng trời. Coi giữ đồ cho kỹ nha. Phòng này không biết có ma hay sao á, mất đồ hoài à. Có ma hả? Ma ờ. Đâu vậy? Thôi. À. Đi tắm. Đi tắm mà có ma không? Đi tắm đi, chuyện tắm con mèo. Không có mèo gì cả. Trời ơi, con Bin thì nhà lâu ghê, không biết bao giờ con Bin mới lên nữa. Nhớ đồ ăn con Bin nấu ghê á. Tự nhiên luôn mà cái về quê mà không biết bao giờ con Bin mới lên nữa. Chán quá à. Skin care xong rồi, giờ tôi đi chơi với người yêu của tôi đây. Làm gì giật mình? Tôi tưởng bà đi rồi. Đi đâu? Thì đi đâu á. Giờ mới đi nè. Đi đâu ạ? Đi tắm. Mình hết tiền rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Không được. Mình không được lấy tiền của Hằng. Nhưng mà mình hết cách rồi. Hằng ơi, cho tao xin lỗi mày nha Hằng. Tao nhất định sẽ trả lại cho mày. Nhất định tao sẽ trả lại. Ê, tôi đặt đồ ăn á, bà có muốn ăn với tôi không? Không. Vậy thôi, tôi ăn một mình. Đâu rồi ta? Ồ, nãy giờ có mình bà ở đây hả? Ừ. Tại tại gì? Tôi mất tiền á. Chắc để đâu không nhớ. Cái bóp trống trơn à, không biết đâu luôn. Chắc xài cái gì không nhớ vậy? Không có, đâu có xài gì đâu, hết tiền. Vậy chắc quên đâu á. Quên
đâu mất. Nó nói cái nhà này hay mất tiền rồi mà không biết giữ kỳ vậy. Để đâu? Lên đây đi tôi nói cho nghe. Chứ tiền mới thấy bỏ đủ chuyện hết. Mày để tiền đâu mà mất? Để dưới gối á. Có ai trong phòng không? Có mình Trang à. Ôi, chắc Trang không phải nó vào với mộ lấy tiền của bạn chi. Không Trang chứ ai. Để đâu quên á chứ. Mày bữa nay mày đem tiền đi đóng tiền. Rửa tay rửa chai sửa tay rửa mặt chai nước rửa tay đâu rồi ta sao tự mà mày mất nhiêu lận không nhớ nhưng mà nhiều lắm á nhiều lận nhiêu mình chắc chắn con Trang không có lấy đâu hả tính lấy không không có mình Trang trong phòng má chú tội Trang đó giờ mà đời nào nó đi lấy tiền ai chi rồi có bằng chứng á thì hãy nói còn không có thì đừng có bàn tán lung tung. Đừng mang tán lung tung. Không có bằng chứng đừng nói bậy bạ người ta. Đâu có nói gì đâu. Ủa sao bà cha má nói vậy ta? Hay là bà có tật ở giật mình á? Mình gì người ta không lấy má đâu thường ta. Người ta bực đúng rồi. Chắc bà tính đó. Ủa thấy bà tính dễ thương muốn chết hồi nào. Ồ, nhưng mà giờ trong phòng tôi với bà Trang cùng mất tiền mà có bà tính là bà lấy đâu chứ là sao. Phải không? Ừ. Hay tính ta. Đã nói là không có bằng chứng thì đừng có nói tới nói lui. Ủa nhưng mà tôi mất tiền mà tôi có quyền nói chứ ha. Tiền nhiều quá sao không biết giữ cho kỹ đi, giờ mất rồi la làng. Thì tôi có nói gì bà đâu, tính ra đang binh mà luôn á, mắc gì quạo ngang vậy. Tao đã nói là không có bằng chứng thì đừng có bàn tán lung tung. Giải tán. Giải tán. Ủa lộn nằm dưới đây. Hello mấy bà. Hello bà. Rồi đi đâu xách đồ nhiều dữ vậy? Thôi nó dậy rồi kìa. Thôi đi. Thôi đi không có thì thôi. Đúng rồi thôi, khỏi đi. Hai ba. Bà lấy tiền của tôi phải không? Sao không trả lời ta? Nói nhỏ quá má. Hỏi lớn hơn, nói lớn hơn nó mới nghe. Nói lớn hơn. Hai ba. À, lấy tiền của tôi phải không? Ê, cô không trả lời luôn. Không nghe. Sao vậy? Hình như không nghe rồi. Hỏi lớn hơn. Lớn hơn hả? Lấy hết sức hỏi, hỏi lớn hơn người ta mới nghe. Hỏi. Hai, ba. Bà lấy tiền của tôi phải không cha? Trang, mày lấy tiền nó không? Sao vậy? Trang, ôi, xong trả lời vậy? Ôi, lấy tiền tao xong trả lời. Ủa? Trời trời. Sao vậy? Cái này mới nha. Alo. Nghe không vậy? Trời giả điếc luôn trời. Ủa? Trang ơi. Trang ơi. Sao lấy tiền người ta vậy? Ủa? Trang ơi. Ui. Ừ. Tao lấy á. Thấy thương. Tôi nói tao lấy mà. Mày không có thiếu tiền đâu Trang. Sao mày lấy tiền nó vậy? Ủa? Trang. Ở tao ở chung mày đó giờ vậy luôn. Tao ngờ mày là người vậy luôn á. Ê, là tiền lần trước của tao là cũng mày lấy phải không? Sao mà đi mà lấy tiền vậy Trang? Trời, hỏi ba mặt chơi đó kìa. Quay, nói lấy tiền tao bấm điện thoại tính bôi trời. Ngầu nha, lấy tiền kiểu này mới à. Trang ơi Trang, mình trả tiền với Trang ơi Trang. Đừng để mọi người biết Trang ơi, mày không trả tiền không tao đi nói nguyên chuồng luôn á Trang. Ôi. Ủa? Là ăn cắp thiệt chưa? Trời, điếc rồi. Trả tiền đi. Sao lấy tiền tao vậy? Ủa? Trang ơi. Ủa giàu quá trời mà sao lấy tiền người khác vậy Trang? Tiền cũng là tiền của cha của mẹ người ta cho mà Trang phải tiền trời coi xuống đâu lấy vậy Trang? Trời bắt ngoài trời. Sao vậy? Ôi. Tại sao mày làm gì? Đúng rồi.
Sao làm vậy? Hỏi nó coi, tao cũng hiểu luôn á. Cái vậy kìa, ba đứa cùng hỏi kìa. Đáng lẽ mày phải chửi tao chứ. Đúng rồi. Mày biết gì rồi đúng không? Nói tiện chứ mới biết đây nè. Mày theo dõi tao đúng không Trang? Mày định giấu tụi tao tới khi nào nữa? Mày có thấy mệt không? Tao chả có gì mệt mỏi hết. Tao sống rất đầy đủ. Ba mẹ tao rất là thương tao. Tao chỉ có ăn học và chơi thôi à. Có gì phải mệt mỏi hết. Tụi tao xa lạ với mày lắm hay gì mà mày giấu tụi tao hả? Cứ câm câm cái miệng như vậy á thì ai biết mày bị cái gì? Xin lỗi tụi bay. Tao có tiền, tao chắc chắn sẽ trả lại. Tao cần số tiền này gấp để chữa bệnh cho em. Ước gì tao không nghèo. Ước gì tao cũng có ba mẹ lo. Ước gì em tao cũng khỏe mạnh, không bệnh gì hết. Thì tao đã không trở thành người xấu rồi. Tao chắc chắn sẽ trả lại cho tụi bay mà. Mình thử tưởng tượng mình giàu thì mình sẽ xài số tiền này như thế nào nhỉ? Mình sẽ mua một đôi Balenciaga. Trời, mê cái đôi đó bữa giờ. Không không không, mình phải đi Thái đu Blackpink. Là sao nữa giờ tính? Bye bye bà, con đi học nha. Tìm ơi. Dạ. Hả? Dạ của anh 50. Vâng em. Gì em? Văn của anh mà, sao em ăn? Em tưởng à. Tưởng gì? Anh chưa ăn xong mà. Làm gì như không có tiền hả? Sao không tự mua đồ ăn? Ủa đói lắm hả? Làm có tiền tự mua đồ ăn đi chứ. Giờ sao? Em cười. Thôi. Ăn rồi sao anh ăn được? Quá làm gì hơi kỳ rồi đó. Giữ đi. Tiền hả? Không tự mua đồ ăn. Ủa đói lắm hả? Ủa đói lắm hả? Ra trễ mà chủ có chửi nữa trời. Trời Nam Mô đừng chửi tôi. Bây giờ này mới tới. Biết nãy giờ tôi bưng nãy giờ tôi mệt lắm không? Mẹ ơi, đuổi nó đi đi. Trừ ngày lương á. Làm đi má, nhìn gì nữa. Trừ ngày lương cho chừa. Đi làm thì tưởng như đi chơi á. Lẹ lên. Lê mê quá đây trời ơi, lẹ lên. Mẹ ơi.
đi chị. Xe này hả chị? Xe này nè. Chạy xe em. Quá em dắt được, dắt được. Được không? Trời ơi sao thấy em được vậy? Chừng chạy xe đó. Ê. Alo, em của em nguy kịch lắm rồi. Nếu không tiến hành phẫu thuật gấp thì sẽ không qua khỏi. Trời ơi, con thì gì mà không nói trời. Còn sao, bệnh viện nào? Bị lâu chưa? Tính đỡ chưa? Sao, đủ tiền trả không? Tôi xin lỗi vì đã lấy tiền của tụi bay. Thôi không có... Nhưng mà nhất định tôi sẽ trả lại. Có nhiều rồi tôi cho bà hết luôn nè. Tình hình đỡ chưa chị, được không? Em mày sao rồi? Sao rồi? Con này chị cũng giấu nó trời. Có miệng nói không? Em mày sao rồi? Mẹ tao bỏ hai chị em tao từ nhỏ. Hôm qua tao tìm mẹ để xin mẹ hiến gan cho em tao. Mẹ không chịu. Giờ còn thiếu nhiều. Mỗi đứa gom ít, tao không có nhiều. Nhưng mà tao có nhiêu tao gom cho mày, nhiêu tao đi mượn cũng được nữa. Hai con này giàu thì nó cho nhiều hơn tao. Còn thiếu nhiều không? Đi, sẵn đồ lại vô bệnh viện đi. Để nó từ tao lo. Ơ vậy để tao kêu xe cho nghe. Để tao đi kêu xe cho. Không quên, tao có tiền đâu kêu xe cho. Đây đây. Không quên, tao có tiền.